Nếu một ngày nào đó bạn gặp một người, vừa gặp bạn đã cười và người vừa gặp bạn đã cười, thì tôi nghĩ là bạn nên hãy tiến tới với người đó. Bởi vì cái người đó là cái người khiến cho bạn có cảm giác an toàn, hạnh phúc, đúng không nào? Mình nhiều khi mình cũng gặp được một người như vậy, mình rất là trân trọng. Nhưng mà nếu mà mình ở bên một cái người nào đó mình có cảm giác bất an thì mình nghĩ mình nên dừng lại, đúng không? Bởi vì khi mà mình ăn một cái gì đó mình cảm thấy là cái món này ngon này, mình có thể tiếp tục. Còn nếu như cái món đó mà nó ăn vào nó đau bụng, mình nên bỏ ngay cái món đó, không nên luyến tiếc, không có gì phải buồn cả. Thà dừng lại để cho mình ăn một cái món khác nó hạnh phúc hơn, nó vui hơn, chứ không vì một cái món đó lại làm cho mình buồn phiền mãi, đúng không? Và tôi sẽ cho bạn nghe một cái đoạn này nha. Có dịp em về em ghé anh ăn trước em nha, đừng bỏ em nửa đường nha. Anh trước em ghé nhà, nghe chỗ nhà anh chơi, nấu đồ chay cho em ăn, em thèm đồ chay quá. Ở trên đây bán đồ chay ăn nó không có ngon mình bằng nấu đâu nha. Khi mà mình gặp một cái người như vậy á, mình thật sự rất là hạnh phúc các bạn. Bởi vì lúc nào mình cũng cảm giác là cái người này luôn lúc nào cũng ở bên cạnh mình, họ luôn lúc nào cũng quan tâm, yêu thương mình hết. Nên mình dành hết những cái gì đó chân thành cho bạn cũng được. Bạn đã dành hết những cái gì chân thành cho mình rồi thì mình cũng sẽ dành những cái điều chân thành cho bạn là chuyện đương nhiên thôi. Và đây là những điều thật lòng từ bạn ấy. Mình biết bạn này rất là lâu rồi, bạn cũng thương mình, nhưng mà mình thì thời gian vừa qua thì mình cũng xin lỗi bạn, bởi vì mình đã dành tình cảm cho một người khác. Thật ra thì nếu như mà lúc đó mình có can đảm hơn, mình để mình phân trần được đâu là người thật sự thương mình thì nó lại khác. Nhưng mà thật sự khi mà đứng giữa ngã ba đường thì mình không biết chọn người nào hết. Mình có nói với bạn một câu đó là anh xin lỗi em, bởi vì em đã đến chậm một chút xíu rồi. Bạn rất là buồn nhưng mình không biết làm sao, mình cũng nói thẳng là bây giờ mình đang quen cái bạn này, bạn cũng biết, mình biết bạn cũng sẽ tổn thương nhưng mà mình biết bạn thương mình rất là nhiều. Xin lỗi em, bởi vì thời gian vừa qua là để cho em phải chịu thiệt thòi rất là nhiều, nhưng mà anh biết là trong lòng nó còn thương anh đúng không? Nếu mà em cười thì chắc chắn là trong lòng thương anh rồi. Thôi bây giờ thương thì thương, đến với nhau được hay không đó là ăn thua là do mình đó. Nhưng nếu như mà cái khoảng thời gian vừa qua mà em mà chịu chủ động chút xíu nữa thì chắc chắn là đứt anh là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà anh thương em là thương ở sự chân thành, còn duyên nợ thì anh chưa nói tới. Bởi vì trong thời gian này thì anh muốn chữa lành trái tim mình, anh vẫn chưa muốn quen ai cả. Anh muốn để thời gian này cho mình lắng lòng lại xíu nữa. Anh chưa có kinh tế ổn định, anh không dám mở lời với ai hết. Cầu mong em sẽ hiểu cho anh nha. Thật ra thì nếu như mà ngày hôm đó em mà chịu chịu khó em mở lòng xíu nữa thôi, mà anh mà không có vì cái tôi sĩ diện đấy thì chắc chắn là anh cũng đã đến với em rồi. Xin lỗi em nhiều nha. Nhưng mà thôi, em đã chân thành như vậy thì anh cũng tiếp nhận cái tình cảm này đi. Mình vẫn là những người bạn tri âm tri kỷ của nhau nha. Vui, không có gì phải buồn cả. Có duyên thì mình tiếp tục, còn nếu không mình cứ làm bạn thôi, đúng không? Anh mong rằng là thời gian tới này thì em sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc. Bởi vì bây giờ anh đã độc thân, anh chính thức độc thân nha. Anh và bạn đó cũng đã chia tay rồi, cho nên là độc thân vẫn tốt hơn em à. Chúng ta vẫn là những người bạn tốt, vẫn bình thường thôi. Anh vẫn là anh của ngày nào thôi, vẫn chân thành thế thôi. Cảm ơn em rất là nhiều. Đừng có giờ buồn. Có buồn cứ nói với anh. Chẳng qua là em thấy anh như vậy em cũng ngại đúng không? Không sao đâu em, mình thương ai thì mình nói thôi, đâu có gì phải sợ. Mình không nói thì mai mốt tiếc lắm. Thôi chào em nha.